Hôm nay sẽ làm một vài test về cái độ ron này. Nó tự động trở về. Đầu tiên set vị trí. Giờ đứng đó đi. Đầu tiên mình chỉnh cái này cho cái led này nó nhận được vị trí là bấm tích liên tục. Rồi, khi mà nó đỏ. Đỏ nha, mình sẽ xoay như thế này. Xoay nó để nó nhận cái vị trí mà khi ban đầu nó khởi điểm. Xoay tiếp như thế này, cầm xoay. Xoay đến khi cho cái led này nó chớp đỏ. Chớp đỏ. Và bây giờ nó đã nhận tín hiệu. Khi mình muốn trở về thì mình chỉ cần gạt cần này xuống là tự động nó trở về. Bay đi xa cỡ nào cũng không sợ mắc. Ok. Đi cô ca. Mình chỉnh cái GPS về phía trước. Cô ca. Cái trường hợp hết pin nữa chừng mắc mắc sát luôn rồi. Bay tích. Tốc độ cực kỳ 80 cây số giờ hơn. Video hả máy bay không? Nhỏ lắm. Nhỏ xíu xíu luôn hả? Xác. Rồi bây giờ mình sẽ gạt cái cần. Gạt cần này thì tự động sẽ trở về. Ok. Mình sẽ để cái móc ở đây. Về gần như là gần cái móc. Bé xíu không lấy gì hết. Đi xa quá hả? Bay chắc cũng được hơn 100 mét. Bảy mà. Đang tự động trở về. Gọi là chế độ Go Home của Phantom hay các dòng này nọ đã có hết. Thì con đô đô mình tự chế thôi. Mình đang ở Nhật. Đang đáp xuống. Cái tiếng gió rất là ngầu. Mình đang ở Nhật Bản. Cái nước công nghiệp. Gió hơi lớn nên nó hay lắc máy bay. Nhưng mà cái mặt này nó tự động nó cân rất chuẩn. Cái móc bằng đẻo mình không động được cả. Nhưng ráp đúng cái móc nó rất dễ cắm luôn. Bây giờ mình sẽ né cái móc này khác. Để quay nhìn thôi. Tự động nó rớt xuống luôn nha, không có điều chỉnh. Móc mình vẫn không hề. Giới thiệu về đô đo một xíu. Này, rất chi là ngầu.